xin giới thiệu đây là phố ẩm thực. Bánh tôm Hồ Tây nhá, bún Hồ Tây, bún đủ các loại bún. Đây là bánh tôm. Tôm rất là ngon. Cho bát bún cá chị ơi. Wow, đây nồi nước dùng. Nồi nước dùng nhá. Đi ơi, làm mày bát bún cá đi. Đây đó là mình nấu bánh. Đây là mình nấu bánh. Làm bún cá đấy nhá. Bún cá đấy. Chục người đâu. Hoa nhã này. Đấy. Nước thôi. Trong nghề 30 năm. Nhớ cho xin phỏng vấn thì làm nghề em ơi. Xin giới thiệu với bác bún cá nhé. Em uống gì không? Không, không, không. Xin miếng cho bác nhé. Không. Rau sống. Đây là bún cá Hồ Tây, đây là cá này, đây chả cá này, ớt nha, dừa hơn này.
ngon. Ở đây là có rau muống trẻ. Thank you.